Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở trong tập 70 thì trong phút chốc tình thế đã xoay chuyển, âm mưu của Liễu Cẩn Nhất bị phá hoại lại khiến cho Liễu Nhất Hằng có được sự quan tâm của Đích Mẫu. Lý Tiếp Nhu thiết kế nguyên ca đã hoàn toàn bị thất bại và mất đi giá trị lợi dụng đối với Vũ Hoàng Diệp. Cuộc sống của nàng ta về sau thì sẽ vô cùng gian nan. Hãy cùng Chan tìm hiểu xem Mặc Mặc sẽ trừng trị Nguyên Ca như thế nào và Lý Tiêm Nhu lại bày ra trò gì trong tập 77 bộ truyện dài kỳ Đức Ngỡ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngay sau đây nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện Ngôn Tình Cổ Đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 254: Bị nhốt ở ngoài cửa. Toàn bộ yến tiệc mừng thọ, Liễu Hằng Nhất đều đi theo bên cạnh Liễu lão phu nhân chào hỏi khách khứa. Đây là vinh hạnh hắn chưa từng có. Nhưng trong lòng Liễu Hằng Nhất rất rõ ràng, tất cả đều là bởi vì bản gốc Vân Kinh chú làm cho Liễu lão phu nhân có vài phần xem trọng hắn mới có thể thuận lợi như thế. Sau khi thọ yến kết thúc, Liễu lão phu nhân khó được lôi kéo hắn trò chuyện. Liễu Hằng Nhất kiên nhẫn đáp lời, một hồi lâu mới thoát thân về tới sân viện của chính mình, suy tư mọi chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Hắn và Liễu Cẩn Nhất đều là con vợ lẽ, vốn thân phận địa vị không kém mấy, nhưng lúc hắn mới sinh ra tròn tháng, Liễu lão phu nhân lại đột nhiên thân thể không khỏe, sốt cao nóng lên mấy ngày, tìm mọi đại phu cũng không thể hạ sốt, sau đó mời sư phó tướng quốc tự đến xem, nói là bị người va chạm. Tính tới tính lui, thế nhưng tính tới trên người hắn mới được 1 tháng tuổi, mà sau khi bắt di nương mang hắn đến thôn trang ở Kinh Giao, Liễu lão phu nhân thế nhưng thật sự kỳ tích hạ sốt khỏi bệnh. Cứ như vậy, Liễu lão phu nhân nhận định hắn và bà không hợp tuổi, vẫn luôn không thích hắn. Hơn nữa, Liễu Cẩn Nhất ở bên cạnh thêu dệt thị phi, khiến Liễu lão phu nhân càng thêm không yêu thích hắn. Chỉ là thời gian trước có Diệp thị và Hoàng hậu, Thái hậu ở mặt trên đè nặng, Liễu quý phi nhu cầu cấp bách, cần nhà mẹ đẻ trợ giúp. Bởi vậy, tuy rằng Liễu lão phu nhân không thích hắn, nhưng việc ảnh hưởng đến tình cảnh của Liễu quý phi, dù sao hắn cũng là người Liễu phủ, so ra với người ngoài thì đáng tin cậy hơn, bởi vậy bề ngoài cũng không cản trở hắn. Mãi đến lúc Diệp thị mưu nghịch bị hoàng đế diệt trừ tận gốc, tìm được về thất điện hạ, chiếm được hoàng đế tin tưởng, Liễu quý phi và Liễu thị trong một đêm trở nên phồn thịnh đỉnh điểm, không còn gia tộc nào có thể so sánh. Không có họa ngoại xâm, nội loạn liền bại lộ. Luận về bản lĩnh, hắn cũng không kém hơn Liễu Cẩn Nhất, cũng dốc sức vì Liễu quý phi và Liễu phủ chạy ngược chạy xuôi. Nhưng hiện tại Liễu Cẩn Nhất làm đến chức lại bộ thượng thư, trưởng quản khảo hạch quan viên, quan hệ thân cận với Liễu quý phi và thất điện hạ Vũ Hoàng Diệp, mọi người trên triều đình nịnh nọt xung xoe Liễu Cẩn Nhất, mà hắn chỉ là lại bộ lang trung, bị Liễu Cẩn Nhất nắm chặt trong lòng bàn tay, vì cầu được bình an ổn thỏa, vì thê thiếp con trai con gái có thể sống yên ở trong phủ, thậm chí hắn không thể không xu nịnh lấy lòng Liễu Cẩn Nhất, bồn tẩu ra sức. Danh nghĩa là huynh đệ, kỳ thực là chủ tớ, làm sao hắn có thể cam tâm? Nhưng mấy năm nay, hắn dùng hết mọi biện pháp muốn khiến Liễu lão phu nhân yêu thích, hoặc là kéo gần quan hệ với Liễu quý phi và thất điện hạ, nhưng đều bị Liễu Cẩn Nhất làm khó dễ từ giữa, không thể như nguyện. Nhưng hôm nay, hắn lại đột nhiên có được cơ hội, nếu hắn có thể bắt lấy, tiếp tục thân cận với Liễu lão phu nhân, mượn sức của Liễu quý phi và thất điện hạ. Đúng lúc này, con trai một của hắn là Liễu Tuyết Cẩn đột nhiên tiến vào, cầm trong tay một cái hộp, vẻ mặt kỳ quái. Phụ thân, con vừa rồi trở lại phòng, phát hiện trong đệm chăn có cái hộp này, vốn còn lo lắng là ai muốn tính kế con. Nhưng mở ra lại thấy bên trong là một đôi bình sứ cổ thọ tinh hiến đào, thoạt nhìn hẳn là vài trăm năm tuổi thọ. Phụ thân nói có kỳ quái hay không? Liễu Tuyết Cẩn cũng không biết đây vốn là thọ lễ mà phụ thân chuẩn bị, tiếp tục nói. Chỉ tiếc đầu của thọ tinh không được bảo tồn tốt, đã bị gãy,
Nếu không, với sự yêu thích của tổ mẫu đối với bình sứ cổ, tặng vật này cho tổ mẫu tất nhiên có thể làm cho bà ấy vui mừng. Nghe vậy, Liễu Hằng Nhất bỗng nhiên đứng dậy nói, cho cha nhìn một chút. Tiếp nhận cái hộp trong tay con trai, Liễu Hằng Nhất mở ra nhìn, quả nhiên là thọ lễ hắn đã chuẩn bị, chỉ là đầu của thọ tinh đã bị gãy, lập tức hiểu được dụng ý của Liễu Cẩn Nhất. Lễ vật mừng thọ rất quan trọng, tuyệt đối không thể bị tổn thương, huống chi chỗ bị gãy đó lại là đầu của thọ tinh. Nếu thọ lễ này mà bị lão phu nhân nhìn thấy, nói không chừng còn cho rằng hắn lòng dạ độc ác, bởi vì không được bà yêu thích mà cố ý nguyền rủa. Nghĩ tới đây, Liễu Hằng Nhất hoảng sợ, ra một thân mồ hôi lạnh. Trên thọ yến xảy ra chuyện thọ xuân đồ giả, lão phu nhân đã thực rất tức giận, chính là ngại mặt mũi nên không phát tác. Nếu thọ lễ hắn tặng cũng có vấn đề, chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu hay sao? Liễu Cẩn Nhất làm như vậy là muốn hoàn toàn hủy diệt quan hệ giữa hắn và lão phu nhân. Từ nay về sau, cho dù là ở Liễu Phủ hay trên triều, hắn đều không thể sống yên. Liễu Cẩn Nhất đây là bức hắn đến đường cùng, may mà có người đổi lại thọ lễ, đổi thành Vân Kinh Chú mà lão phu nhân chờ mong đã lâu. Nếu không, người thay đổi thọ lễ đối với hắn ân đức không nhỏ. Tuyết Cẩn, con có biết là ai đặt hộp này vào trong phòng của con không? Liễu Hằng Nhất hỏi, muốn tìm ra người nọ. Liễu Tuyết Cẩn lắc đầu nói, con cũng thấy rất kỳ quái, đã hỏi qua tất cả nha hoàn gã sai vặt, nhưng bọn họ đều nói không ai ra vào phòng của con, cũng không biết rốt cuộc là người nào lại để thứ này ở trong phòng, vì sao lại muốn làm như vậy? Phụ thân, vì sao vẻ mặt của người lại khác thường như thế? Có phải cái hộp này có huyền cơ gì hay không? Là có người cố ý hãm hại con hay sao? Không, Tuyết Cẩn, người này đã cứu mạng toàn bộ nhị phòng chúng ta. Liễu Hằng Nhất chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Liễu Tuyết Cẩn chỉ biết là hôm nay phụ thân nổi bật trên thọ yến, lại không biết trong đó có khúc chiết hung hiểm như thế, cũng hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, run giọng nói, phụ thân, may mà người nọ đổi lại thọ lễ, nếu không hậu quả thực không tưởng tượng nổi, không biết ân nhân là ai. Nghĩ bỗng nhiên lại nói, đúng rồi phụ thân, trong hộp ngoại trừ bình sứ còn có một vật khác nữa. Nói xong, từ trong hộp lấy ra một miếng ngọc bội giao cho Liễu Hằng Nhất. Đó là một miếng ngọc bội phúc thọ song toàn, phỉ thúy xanh biếc thông thấu, giống như dòng nước trong xanh, ba quang lân lân sáng bóng tự nhiên dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra ánh sáng như hào quang, hiển nhiên là làm từ ngọc cao cấp nhất. Tuy rằng hoa văn tầm thường, kỹ thuật điêu khắc lại vô cùng tinh xảo, không có tí tì vết nào. Ngọc bội toàn thân oánh nhuận sáng bóng, cũng không phải tất cả đều được mài qua, mà là vì được người sờ vào thưởng thức tạo ra nhu nhuận. Đây chính là ngọc bội tùy thân. Ngọc bội ở dưới đáy hộp hẳn là thuộc về người tráo đổi thọ lễ, Liễu Tuyết Cận khẳng định. Liễu Hằng Nhất gật gật đầu, lại có chút nghi hoặc. Nhưng mà cha không rõ, người này chắc là nhận thấy Liễu Cẩn Nhất ra tay, mới để bản gốc Vân Kinh Chú vào hộp gấm, rõ ràng là giúp đỡ cha, nhưng lại giấu bình sứ cổ trong phòng con, cũng không hủy diệt. Hơn nữa, lưu lại ngọc bội này, hiển nhiên là nói cho chúng ta biết Liễu Cẩn Nhất động tay động chân như thế nào, hắn đã giúp chúng ta đại ân ra sao. Một khi đã như vậy, vì sao người này lại không để lại tên họ, để cha có thể cảm tạ hắn? Liễu Tuyết Cẩn đoán, có lẽ là thời cơ chưa tới, cũng có lẽ hắn là đang khảo nghiệm năng lực của phụ thân, để xem phụ thân có thể dựa vào miếng ngọc này mà tìm được thân phận của hắn hay không. Nếu người này lưu lại ngọc bội, hiển nhiên không phải là thi ân không cần hồi báo. Vậy chỉ có hai loại suy đoán này là thích hợp nhất. Có lẽ vậy, Liễu Hằng Nhất cũng không nghĩ ra cách giải thích khác. Liễu Tuyết Cẩn nhịn không được hỏi, vậy từ ngọc bội này phụ thân có nhìn ra gì không? Ngọc bội này chất ngọc thông thấu, điêu khắc kỹ càng, nhìn thế nào cũng không phải là vật tầm thường. Hiển nhiên chủ nhân của ngọc bội không phải phú thì tức là quý, có thể lấy ra Vân Kinh Chú, còn nữa có thể trao đổi thọ lễ, hẳn là hiểu biết rõ ràng đường đi nước bước trong Liễu Phủ của chúng ta, đồng thời cũng biết lão phu nhân yêu thích gì. Hơn nữa có thể tự nhiên ra vào Liễu Phủ, không bị bất luận kẻ nào nhận thấy được. Nói như vậy, Liễu Hằng Nhất bỗng nhiên cầm miệng, đôi mắt sâu thẳm. Từ những suy luận này, hắn nhớ tới một người. Chẳng lẽ là... Nhưng nếu là hắn, hành động này liền mang ý nghĩa... Liễu Hằng Nhất vừa ẩn ẩn nghĩ tới cái gì đó, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy dựng lên.
Trở lại hoàng cung, Vũ Hoàng Mạc đưa Nguyên Ca về Xuân Dương cung trước, sau đó chính mình lại đi cung của Lục hoàng tử Vũ Hoàng Hãn, hai người mật đàm hồi lâu, mãi đến lúc mặt trời ngã về tây, Vũ Hoàng Mạc nhớ thương dùng bữa cùng với Nguyên Ca, liền đứng dậy cáo từ. Vũ Hoàng Hãn giống như nhìn ra tâm tư của hắn, ánh mắt mỉm cười nhìn hắn, nói: "Vốn nghĩ cửu hoàng đệ là người lạnh lùng, không ngờ sau khi thành thân thế nhưng lại tỉ mỉ như vậy. Cổ ngữ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, quả thật là không sai." Vũ Hoàng Mạc cũng không để ý bị trêu chọc, cười nói: "Người xưa muốn chuyển lại một câu cũng không dễ dàng, đệ cũng phải cho họ một chút mặt mũi." Nghe vậy, Vũ Hoàng Hãn ngẩn ra, rồi lại lập tức bật cười: "Một khi đã như vậy, ta sẽ không cản trở cửu hoàng đệ và cửu đệ muội, không tiễn." Nhìn bóng dáng Vũ Hoàng Mạc đỏ rực chậm rãi biến mất ở xa, ý cười trên mặt Vũ Hoàng Hãn hơi ngưng đọng, lập tức tán đi, chỉ còn lại vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, ngón tay không tự giác sờ vào ngọc bội phúc thọ song toàn bên hông. Trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, sâu kín thở dài, ánh mắt cụp xuống, tay dừng trên túi thơm trăm nguyên bảo thức bên hông, đôi mắt xẹt qua một chút, nói không rõ ý tứ hàm xúc, cuối cùng lại lắc đầu, hơi nở nụ cười, phức tạp, khó hiểu như trước. Đúng lúc này, cung nữ tiến vào bẩm báo: "Lục điện hạ, hoàng tử phi nói người có chút không thoải mái." "Đã biết, ta lập tức qua đó." So với Vũ Hoàng Diệp tự phụ kiêu ngạo, Vũ Hoàng Mặc yêu mị phóng túng, giọng nói của Vũ Hoàng Hãn làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân ôn nhuận. Nhưng mà từ hoàng tử chật vật vốn không có tiếng tăm gì, cho tới bây giờ có thể tại triều đường làm ra chút thành tích, trong giọng nói của hắn lại hơn vài phần uy nghi và khí thế. Tháo xuống túi thơm trăm nguyên bảo thức bên hông, nhét vào túi bên trong tay áo, Vũ Hoàng Hãn xoay người cười đi tới điện của Đỗ Nhược Lan. Bởi vì nhớ Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc vội vàng gấp rút trở về, kết quả lại phát hiện cửa chính viện bị khóa. Tử Uyển và Thanh Đại đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, có chút xấu hổ nói: "Cửu điện hạ, hoàng tử phi nói người không thoải mái, đã ngủ trước, vì không muốn làm phiền tới cửu điện hạ, chỉ có thể ủy khuất ngài đêm nay nghỉ ở thư phòng." Trong lòng đã có chút thầm oán tiểu thư nhà mình hồ nháo, đây không phải rõ ràng là đẩy cửu điện hạ ra xa sao? Vũ Hoàng Mạc trao mày: "Không thoải mái?" Lại nhìn ánh mắt Tử Uyển và Thanh Đại, tuy là mang vẻ áy náy xin lỗi, nhưng không có một chút bất an. Vũ Hoàng Mạc đột nhiên hiểu được, đây là cửu hoàng tử phi bất mãn hôm nay, hắn ở liễu phủ trêu cợt nàng, cho nên phản kích. Suy nghĩ một lát, Vũ Hoàng Mạc không tức giận, ngược lại cười hỏi: "Hoàng tử phi thật sự đang ngủ sao?" "Đúng vậy, cửu điện hạ." Tử Uyển và Thanh Đại nói, điều này quả thật là không sai. "Vậy bản điện hạ sẽ không quấy rầy nàng, ta đi thư phòng." Vũ Hoàng Mạc cười nói, xoay người đi về phía thư phòng. "Đáng ngủ, đáng ngủ mới tốt, hiện tại ngủ đủ rồi, buổi tối mới có tinh thần cùng hắn." Nghĩ tới nàng lấy cớ này, chỉ cần khóa cửa mà mong có thể ngăn hắn, Nguyên Ca không khỏi quá ngây thơ đi. Đừng nói nhà giữa của Xuân Dương Cung, không có một căn phòng nào mà Vũ Hoàng Mạc hắn không vào được. Ban đêm trời tối vắng người chính là lúc thích hợp để hái hòa tặc lùi tới. Chương 255: Vạn Trà Nam nước sôi lửa bỏng. Chính viện một mảnh tối đen, Bùi Nguyên Ca đang ngủ say, trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe được tiếng cửa sổ bị mở ra, mông lung bừng tỉnh lại từ trong mộng, nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy một bóng đen đang leo cửa sổ mà vào, nương theo ánh trăng như sương, có thể nhìn thấy trên mặt hắn có miếng vải đen che lấp dung mạo, nhận thấy được tầm mắt Bùi Nguyên Ca, người tới quay đầu, đôi mắt cong cong nói: "Ta đây Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, tướng mạo đường đường, đẹp như Phan An, hái hoa đạo tặc nổi tiếng nhất kinh thành chính là ta. Đêm khuya vắng người, trai đơn gái chiếc, tiểu nương tử cô đơn trong khuê phòng, hay là cùng với bản đạo tặc cùng nhau hái một cành hoa, có được không?" Vừa nhìn bóng người kia, Bùi Nguyên Ca liền nhận ra người đến là ai. Nghe vậy, thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Không biết là từ nơi nào mà học ra cái thói hư như vậy. "Vũ Hoàng Mạc, chàng nhàm chán không có gì làm sao? Khuya khoắt giả bộ thành cái gì mau tặc chứ?" Biết ánh mắt của Vũ Hoàng Mạc tốt, trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy được mọi vật. Bùi Nguyên Ca nhịn cười, mặt lạnh băng nói: "Ha, ta đã nói hôm nay không thoải mái, cho chàng đi ngủ ở thư phòng, chàng lại còn đùa giỡn cũng vô dụng, đi ra ngoài cho ta." Nói xong, tay kéo nhanh đệm chăn, bộ dáng cảnh giác, hiển nhiên là đang nói, chàng dám lại đây thử xem. Vừa tiến vào đã bị phát hiện,
Nguyên ca lại bày ra vẻ mặt như vậy, Vũ Hoàng Mạc cũng thực là bất đắc dĩ. Hắn thừa nhận lúc ở Liễu Phủ là hắn cố ý trêu cợt Nguyên ca, nhưng đó là do Nguyên ca lấy chính mình ra mạo hiểm, chọc giận hắn mới thành ra như vậy. Không biết tỉnh táo nhận sai, lại khóa cửa nhốt hắn ở ngoài, còn dám bày sắc mặt cho hắn xem. Vũ Hoàng Mặc âm thầm oán, trên mặt lại mang ý cười trêu chọc. Ta biết, hôm nay ban ngày không thể làm cho nương tử tận hứng, là lỗi của vi phu. Nàng xem, vi phu không phải đang cố gắng lập công chuộc tội sao? Nương tử yên tâm, lần này vi phu nhất định sẽ kiên trì đến cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng, tất nhiên sẽ làm cho nương tử vừa lòng. Không biết xấu hổ, vô lại mà. Bùi Nguyên ca cắn răng, còn dám đề cập tới chuyện ban ngày, còn dám đùa giỡn nàng như vậy. Sắc mặt càng thêm không tốt, lạnh như băng nói: Vũ Hoàng Mặc, chàng đi ra ngoài cho ta, đêm nay nếu ta để cho chàng ngủ trong phòng, tên Bùi Nguyên ca của ta sẽ viết ngược lại. Hình như nổi lên phản tác dụng thì phải. Thấy Nguyên ca thật sự giận, Vũ Hoàng Mặc cũng không dám lại trêu chọc nàng, ủy khuất nói: Được rồi, nếu nương tử đã phân phó, vậy vi phu sẽ ngủ ở thư phòng. Mặc dù thư phòng có giường, nhưng mà không có đệm chăn, lạnh như băng vậy. Nguyên ca nàng ít nhất cũng phải cho ta mang đệm chăn qua đó, cũng không thể để cho ta ngủ giường cứng, có phải không? Bụi Nguyên ca bĩu môi nhìn về phía tủ quần áo, tỏ vẻ đệm chăn ở bên trong đó. Vũ Hoàng Mặc bất đắc dĩ đi qua, mở ra tủ quần áo lớn, lấy ra một cái chăn, sau đó đi đến bên giường, đang muốn lấy gối đầu, bỗng nhiên xoay mặt nhìn Bụi Nguyên ca, đáng thương hề hề nói: Nguyên ca, nàng thực sự nỡ để cho ta ngủ ở thư phòng sao? Thư phòng rất lạnh đó, ta lại chỉ có một mình, không có người chăm sóc, lỡ như nửa đêm không cẩn thận bị lạnh lại sinh bệnh, nàng cũng đau lòng không phải sao? Bùi Nguyên ca khuôn mặt vặn vẹo, rõ ràng nói: Ta mới không đau lòng. Được rồi, ta biết không có ai thương ta mà. Vũ Hoàng Mặc thở dài, buồn bã ỉu xìu cúi người xuống, như muốn đi đến bên cạnh Bùi Nguyên ca lấy gối đầu, đột nhiên tay vừa chuyển, kéo Bùi Nguyên ca từ trong ổ chăn ra, gắt gao ôm vào lòng. Trong mắt lóe ra ý cười, thực hiện được mưu đồ, nói: Nguyên ca, hôm nay nàng nghỉ ngơi rất tốt, buổi tối hẳn là có thể cùng ta, lần này đừng lấy cớ là không có khí lực. Bùi Nguyên ca thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, theo bản năng ôm lấy cổ Vũ Hoàng Mặc, lập tức nghiến răng nói: Vũ Hoàng Mặc, nương tử phân phó, vi phu tất nhiên sẽ vâng lời, cái khác thì cũng thôi đi, nhưng đệm chăn này ta không thể không mang theo, nếu không buổi tối sẽ ngủ không yên. Nương tử không cho vi phu nghỉ ở chính điện, vi phu đương nhiên sẽ nghe lời. Nương tử, theo ta cùng nhau ngủ ở thư phòng đi. Vũ Hoàng Mặc cười tủm tỉm nói, miệng dán bên tai Bùi Nguyên ca, nửa là triền miên, nửa là khẽ hôn nói: Chắc là nương tử thấy được vi phu giấu đông cung đồ ở dưới giường, biết bên trong có hình ảnh ở thư phòng, cảm biết vi phu đang nóng lòng muốn thử, cho nên cố ý phối hợp có phải hay không? Nương tử săn sóc như vậy, vi phu thật sự cảm động không thôi, tất nhiên sẽ vô cùng phối hợp với nương tử. Giọng nói trầm thấp ái muội mà gợi cảm, chỉ khiến cho lòng người ngứa ngáy. Vũ Hoàng Mặc, chàng dám giấu đồ vật không sạch sẽ ở dưới giường. Bùi Nguyên ca xấu hổ, nhưng thân thể lại không có tiền đồ, trở nên mềm yếu, nện một quyền không có sức lực lên vai Vũ Hoàng Mặc, ngược lại giống như làm nũng, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, gần như có thể chảy ra nước, giống như là đang mời gọi. Cái tên già mặt dày này lại dám... Bọn Tử Uyển mỗi ngày lại dọn giường đệm, nếu bị bọn họ nhìn thấy, chẳng phải là mắc cỡ chết người ư? Thì ra, nương tử không nhìn thấy mà còn có thể hiểu được ý của vi phu như vậy, có thể nói chúng ta là tâm ý tương thông. Nói vậy, nương tử cũng rõ ràng vi phu hiện tại là muốn làm gì. Vũ Hoàng Mặc hiển nhiên không hề tự giác, tiếp tục dụ hoặc Bùi Nguyên ca, thậm chí giả bộ đáng thương hề hề nói: Nguyên ca yêu dấu, nàng thật sự yên tâm để cho ta một mình ngủ ở thư phòng sao? Phải biết rằng trong hoàng cung, nữ tử mơ ước vi phu không phải là ít. Nàng không coi chừng vi phu cho kỹ, lại đuổi ta đi ngủ ở thư phòng như vậy, không sợ bị người nhân cơ hội chen vào sao? Nói xong, Vũ Hoàng Mặc lập tức né qua một bên, tránh thoát một đấm của người nào đó vì xấu hổ nén giận mà tới. Chàng dám thử xem? Bùi Nguyên ca kiểu mị liếc xéo hắn một cái. Vũ Hoàng Mặc bị nàng nhìn như thế, trong lòng lập tức dâng lên lửa nóng. Đương nhiên, có Nguyên ca ở đây, ai ta cũng thấy chướng mắt, cho dù có người muốn chui cũng không có cơ hội. Nhưng mà Nguyên ca, thư phòng lạnh như vậy, nàng lại không ở bên cạnh chăm sóc ta, lỡ như không cẩn thận nhiễm lạnh,
lại không cẩn thận cảm lạnh biến thành phong hàn, lại một cái không cẩn thận phong hàn biến thành ho lao, lại một cái không cẩn thận. Miệng quả đen, đang yên đang lành tự nhiên lại nguyền rủa chính mình gì chứ. Không cho hắn nói xong, Bùi Nguyên Ca đã chặn môi hắn đang thao thao nếu như. Tuy rằng biết hắn giả vờ đáng thương, nhưng Bùi Nguyên Ca thật sự không thể nghe hắn nói điểm xấu như vậy. Vũ Hoàng Mặc nhẹ hôn tay nàng cười nói, xem, Nguyên Ca rất quan tâm ta không phải sao? Cho nên phải xem chừng ta thật kỹ, đừng cho người xấu mượn gió bẻ măng, cũng đừng để cho ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao, ta lúc này không có mẫu thân, chỉ còn lại một mình Nguyên Ca nàng, nàng phải đối với ta thật tốt mới được. Nói xong, lại thấp giọng kề ở bên tai nàng nói, quyển sách kia còn rất nhiều kiểu đa dạng, vi phu đã sớm ngứa ngáy, chúng ta đến thư phòng thử được không? Nguyên Ca yếu dấu. Âm thanh cuối cùng kéo thật dài, tê tê dại dại, nghe vào lỗ tai như có vô số con kiến bỏ qua bỏ lại, vô cùng mê người, không biết xấu hổ, vô lại, yêu nghiệt mê hoặc người. Nghe được câu trước hắn nói, cũng chỉ còn có một mình Nguyên Ca nàng, trong lòng Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên run lên, lập tức mềm lòng, lại nghe câu sau ái muội lộ liễu, biết người này đã nắm rõ điểm yếu của mình, ỷ vào nàng mềm lòng, giả vờ đáng thương trời xấu. Đang tức giận, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, khóe miệng lập tức hiện lên đắc ý tươi cười, cũng không kháng cự. Cho chẳng ban ngày khi dễ ta, đêm nay xem ta làm sao đòi lại cả vốn lẫn lãi. Thấy Bùi Nguyên Ca im lặng, Vũ Hoàng Mặc chỉ cho là nàng đồng ý, liền cười hì hì ôm Bùi Nguyên Ca, nhảy ra cửa sổ đi về phía thư phòng. Đến thư phòng, Bùi Nguyên Ca mới phát hiện chính mình lại bị lừa. Nếu như thư phòng cũng có giường, làm sao có thể không có chăn đệm, chẳng qua bình thường xếp trong ngăn tủ, đến lúc dùng mới lấy ra mà thôi. Thấy quá trình Vũ Hoàng Mặc lấy chăn đệm có bao nhiêu vui sướng, hiển nhiên đã sớm biết, quả nhiên chính là giả vờ đáng thương để lừa gạt nàng. Bùi Nguyên Ca âm thầm oán, hừ, lát nữa nhất định phải cho chàng đẹp mặt. Vì thế kế tiếp, Vũ Hoàng Mặc kinh hỉ phát hiện, đêm nay Nguyên Ca khó được chủ động trêu chọc hắn nổi lửa. Bắt được đôi tay nhỏ bé ở trên người hắn nơi nơi đốt lửa, Vũ Hoàng Mặc chậm rãi thưởng thức, đôi mắt liễm diễm bởi vì nhiễm dục vọng mà trở nên sâu thẳm, giống như hắc diệu thạch, mang theo sức hút câu hồn đoạt phách, nhìn Bùi Nguyên Ca chăm chú, giọng nói khàn khàn. Nguyên Ca yếu dấu, nàng lại học được cách dụ hoặc ta, mau thành thật khai báo, nàng học ở đâu vậy? Có phải nàng cũng vụng trộm xem đâm cung đồ hay không? Hay là nói cho ta biết Nguyên Ca nhìn sách gì để ta có thể phối hợp nàng? Bùi Nguyên Ca tránh mà không đáp, chỉ kiều mị nhìn hắn. Vậy chàng thích hay là không thích? Thích, rất thích. Không có điều gì khiến ta thích hơn cái này. Vũ Hoàng Mặc khàn khàn nói, mang theo chân thành tha thiết từ đáy lòng. Hắn chưa bao giờ che giấu dục vọng đối với Nguyên Ca, chỉ là cố kỵ thân thể của nàng không khỏe, không dám làm càn. Lúc này Nguyên Ca lại chủ động muốn hắn, làm sao hắn có thể không thích được? Chẳng qua nhìn thấy bộ dáng Nguyên Ca chủ động như vậy, hắn còn muốn nàng mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với lúc trước. Tiếp theo phải khắc chế như thế nào lại là một vấn đề không nhỏ. Liên tiếp ba chữ thích, trong lòng Bụi Nguyên Ca hơi áy náy. Một khi đã như vậy, đêm nay chàng sẽ nghe theo lời ta có phải không? Mặc dù có hơi mềm lòng, nhưng nghĩ tới điều đáng giận lúc ban ngày, Bùi Nguyên Ca lại nghiến răng, đêm này không thể không diệt bớt quỳ phòng của hắn, bằng không về sau chẳng phải chính mình bị khi dễ đến chết hay sao? Trái tim Vũ Hoàng Mặc lập tức kịch liệt nhảy lên, cười nói, được. Người trước mắt là ái thê hắn tâm tâm niệm niệm, đây lại là lần đầu tiên nàng chủ động dụ hoặc hắn, tác dụng sinh lý cộng thêm tâm lý khiến cho Vũ Hoàng Mặc rất nhanh nhẫn nại không được, đánh vỡ hứa hẹn để Nguyên Ca làm chủ lúc nãy, xoay người áp chế Nguyên Ca dưới thân, thở hồng hộc muốn cởi nút thắt trên áo ngủ của nàng. Nhưng mà Nguyên Ca vốn đang mềm mại đáng yêu mị hoặc, lại đột ngột đè lại tay của hắn, lắc đầu nói, đã nói đêm nay ta làm chủ mà. Vũ Hoàng Mặc thất bại cúi đầu mắng một tiếng, nói không rõ là hân hoan hay là tra tấn, ngã qua một bên. Hắn đang đợi hành động kế tiếp của nàng, nhưng Nguyên Ca lại đột nhiên ngồi dậy, bứt ra rời đi, hò khạt một tiếng nói, thời giờ không còn sớm, chàng mau đi tắm rửa rồi ngủ đi. Tuy rằng bởi vì muốn chỉnh Hoàng Mặc mới có lá gan chủ động như vậy, nhưng chính bản thân Bùi Nguyên Ca lại càng ngày càng khó cầm giữ, cũng hiểu được chính mình cũng bị dục hỏa không ít, lập tức bỏ của chạy lấy người. Nếu không, bước tiếp theo cũng không biết là ép buộc Hoàng Mặc hay là tự ép buộc chính mình. Bùi Nguyên Ca,
Vũ Hoàng Mặc đôi mắt lại dần dần nguy hiểm, đốt lửa trên người hắn xong, nàng lại còn muốn chạy. Bùi Nguyên Ca không để ý tới hắn uy hiếp nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai. Còn chưa dứt lời, liền cảm thấy cổ tay căng thẳng, bị một lực rất mạnh túm lấy, thần bất do kỷ ngã vào trong lòng Vũ Hoàng Mặc, vừa vặn áp dán vào ngực trần trụi của hắn, tiếp xúc da thịt ấm áp, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt trong lồng ngực hắn. Tất cả đều tỏ rõ dục hỏa của Vũ Hoàng Mặc lúc này, đốt lửa xong mà còn muốn chạy. Nguyên Ca, nàng cảm thấy ta dễ dàng bị người khác bài bố như vậy sao? Vũ Hoàng Mặc xoay người áp Bùi Nguyên Ca ở dưới thân, vuốt ve hai gò má non mềm của nàng, đôi mắt tỏa ra dục vọng mãnh liệt. Ta biết nàng muốn báo thù chuyện ban ngày, nhưng mà Nguyên Ca à, tình hình trước mắt cũng không tốt đâu. Đêm hôm khuya khoắt, nàng và ta lại là trai đơn gái chiếc, nàng không biết là nàng tính kế quá nồng cạn hay sao. Ban ngày nàng làm bậy, bây giờ là ta trừng phạt, cho dù nàng có cầu xin, ta cũng sẽ không tha cho nàng. Bùi Nguyên Ca không chút nào sợ hãi, đôi mắt mang theo ý cười nhìn Vũ Hoàng Mặc. Hoàng Mặc, đêm nay không được thật. Nàng nói không được thì là không được sao? Vũ Hoàng Mặc bá đạo nói, duỗi tay muốn cởi nút thắt trên áo ngủ của nàng, dùng hành động thực tế nói cho nàng hắn quyết tâm như nào. Nha đầu này quả nhiên là hắn sủng quá mức, dám chơi xấu hắn. Bùi Nguyên Ca tung đòn sát thủ. Mặc, hôm nay quỳ thủy của ta đến rồi. Tay của Vũ Hoàng Mặc cứng đờ, nhìn bộ dáng hắn ngốc lăng, Bùi Nguyên Ca buồn cười nhướng mày. Cho nên ta đã nói, đêm nay thật sự không được mà. Vũ Hoàng Mặc trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn nàng, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một tia chột dạ, ngụy trang. Nhưng bất luận hắn nhìn như thế nào, cũng nhìn không ra nói dối. Mặc dù hắn thực sự bị trêu tức, nhưng hiển nhiên không phải nhằm vào chuyện quỳ thủy của nàng. Hồi lâu, Vũ Hoàng Mặc mới cắn răng mở miệng nói, Bùi Nguyên Ca, vì sao nàng không nói sớm? Hơ, đám tử uyển đã sớm nói cho chàng, thân thể ta không thoải mái, đêm nay chàng tạm ngủ ở thư phòng, là chính chàng một hai chạy tới cho bằng được. Bùi Nguyên Ca bày ra vẻ mặt vô tội. Hắn chỉ nghĩ rằng Nguyên Ca vì chuyện ban ngày giận dỗi, cố ý đùa giỡn hắn, ai có thể nghĩ đến, nhưng thật là thân thể không thoải mái đâu. Hơn nữa vừa rồi nàng còn cố ý trêu chọc hắn, cố ý chủ động dụ hoặc hắn. Cố ý, tuyệt đối là cố ý không nói rõ ràng, cố ý làm cho hắn hiểu lầm, cố ý làm cho hắn bị kích động chạy tới, cố ý trêu chọc hắn, khó có thể tự chế, sau đó ở lúc mấu chốt nhất, nói cho hắn chuyện này. Trả thù, đây rõ ràng là trả thù. Trả thù chuyện ban ngày ở Liễu Phủ, hắn cố ý hù dọa nàng, cố ý trêu chọc nàng sau đó lại bỏ dở nửa chừng. Đôi mắt Bùi Nguyên Ca đắc ý, lóe sáng, rõ ràng nói cho hắn, đúng vậy. Ta chính là cố ý, ta chính là trả thù hành vi ban sáng của chàng đấy. Chàng lại có thể làm gì ta? Mắng, khẳng định bị nàng cho là gió thoảng bên tai. Đánh, hắn luyến tiếc, biện pháp ban ngày thật vất vả mới nghĩ ra, hiện tại lại không thể dùng. Đáng chết, vì sao nữ nhân lại cứ phải có quỷ thủy này nọ chứ? Vì sao nữ nhân lúc có quỷ thủy lại không thể viên phong? Vũ Hoàng Mặc tràn đầy cơn tức, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, bỗng nhiên đột ngột cúi đầu, một ngụm cắn trên cổ trắng noãn của Bùi Nguyên Ca, nhịn không được lại cắn cắn gặm gặm. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, Nguyên Ca đốt lửa, nàng phải phụ trách dập lửa, nàng mau giúp ta, nàng phải giúp ta, mau mau. Bùi Nguyên Ca nhún nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm, thử thăm dò, hay là chàng tìm nha hoàn thông phòng? Lúc này còn muốn cố ý chọc giận hắn, Nguyên Ca chính là cố ý mà. Vũ Hoàng Mặc căm giận nghĩ, bĩu bĩu môi, nổi giận đùng đùng xuống giường, khoác áo ngủ đi tới cửa. Chàng đi đâu vậy? Bùi Nguyên Ca ngồi dậy hỏi. Vũ Hoàng Mặc quay đầu, âm trầm trừng mắt nhìn nàng, nổi giận nói, đi tìm nha hoàn thông phòng. Chàng lặp lại lần nữa xem. Bùi Nguyên Ca cũng không để ý, khóe miệng hơi cong, đôi mắt thực dịu dàng, ôn nhu nhìn Vũ Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Mặc gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đi tắm nước lạnh. Muốn thiếp hầu hạ chàng hay không? Bùi Nguyên Ca duỗi người nằm trên giường, bày ra tư thế quần áo không chỉnh tề thực dụ hoặc, còn cho Vũ Hoàng Mặc một ánh mắt mị hoặc, phi thường ôn nhu nhàn thục. Chết, chết tiệt, biết rõ lúc này hắn không thể đụng vào nàng, còn cố ý muốn dụ hoặc hắn. Bùi Nguyên Ca, nàng chờ đó cho ta, chờ thêm mấy ngày nữa, xem ta thu thập nàng thế nào. Vũ Hoàng Mặc ném lại những lời này, nổi giận đùng đùng chạy tới tịnh phòng đi tắm, để lại Bùi Nguyên Ca ở trên giường cười lăn lộn vì mưu kế thực hiện được. Hờ, đợi cho mấy ngày này qua đi, hắn nhất định sẽ làm cho Nguyên Ca 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Lần sau, nàng lại cầu xin tha thứ, hắn tuyệt đối xem như không nghe thấy, về sau tuyệt đối sẽ không thèm mềm lòng với nàng.
Vũ Hoàng Mặc vừa tắm nước lạnh vừa cắn răng nghĩ, nghĩ đến vài ngày kế tiếp cũng không thể thân mật với Nguyên Ca, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa hàng tháng sẽ có như vậy vài ngày, thật sự là muốn giết hắn mà. Vì thế ngày hôm sau thức dậy, mọi người trong Xuân Dương Cung đều nhìn thấy Cửu Điện Hạ nhà mình mặt đen đến mức có thể vắt ra mực, cả người đều mang theo hơi thở người sống chờ đến gần, làm cho cung nữ và hộ vệ Xuân Dương Cung không thể không đi đường vòng né tránh Cửu Điện Hạ. Tử Uyển và Thanh Đại chỉ cho là tối hôm qua Nguyên Ca cáu kỉnh chọc giận Cửu Điện Hạ, ngầm khuyên bảo nàng. Dù sao Cửu Điện Hạ tốt với tiểu thư không còn lời gì để nói, cho dù tiểu thư ỷ sủng sinh kiêu cũng phải có giới hạn. Ai biết các nàng mới uyển chuyển nhắc tới đề tài này, Bùi Nguyên Ca liền cười đến khó có thể nhịn, chỉ ôm bụng cười nói các nàng không cần phải xen vào. Tử Uyển và Thanh Đại lòng tràn đầy lo lắng, lại không thể nói nhiều. Mãi đến qua đi 2-3 tháng, phát hiện hàng tháng luôn có vài ngày Cửu Điện Hạ lộ vẻ mặt rất muốn giết người, hai người mới hoàn toàn hiểu được nguyên do trong đó. Thì ra là thế. Vuốt vuốt trang phục hoàng cung tam đẳng thị vệ, yêu bài cùng với công văn lại bộ trong tay, Vạn Quan Hiệu gần như không thể tin được vào hai mắt mình. Tối hôm đó, đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân nói có thể vì hắn mưu cầu hoàng cung tam đẳng thị vệ. Tuy rằng không tin tưởng lắm, nhưng bị đình chức lâu như vậy, Vạn Quan Hiệu vẫn ôm tâm tình đánh cuộc một phen. Mà sáng hôm sau thức dậy, càng cảm thấy đêm đó tất cả chỉ là hư ảo mờ mịt giống như một giấc mộng. Ai biết còn chưa tới 10 ngày, mộng đẹp thế nhưng trở thành sự thật, hắn thực sự trở thành tam đẳng thị vệ. Hắc y nhân kia đến tột cùng là ai? Vì sao lại muốn giúp hắn như thế? Nhưng cho dù Vạn Quan Hiệu suy đoán như thế nào, cũng đoán không ra thân phận và lai lịch của hắc y nhân. Nhưng mà nếu hắn có thể dễ dàng giúp mình làm được đến thị vệ tam đẳng như vậy, hẳn là người có mánh khóe thông thiên. Nếu đối phương nhìn chúng mình, chỉ cần mình có thể bắt lấy cơ hội này, nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Dựa theo ngày trên công văn, Vạn Quan Hiểu sớm đến thị vệ sở nhận chức. Người chính là Vạn Quan Hiểu sao? Do bản án là một nam tử trẻ tuổi trên dưới 20, mặt chữ điền, màu da hơi đen, mặc kính phục đen viền trắng. So với Vạn Quan Hiểu, ăn mặc hơi rườm rà hơn một chút, hiển nhiên cấp quan cũng cao hơn hắn. Nhìn thấy yêu bài và tên trên công văn, đôi mắt nam tử trẻ tuổi hơi lóe lóe, toát ra vẻ không thích, thản nhiên nói: ta là thiên vệ quản sở thị vệ này, Tề Trọng Thân. Hoàng thất thị vệ dựa theo cấp bậc khác nhau làm việc ở các thị vệ sở khác nhau, quản lý một thị vệ sở là thiên vệ, trưởng quản mấy thị vệ sở là chính vệ, mà thống lĩnh toàn bộ chính vệ chính là thống lĩnh thị vệ. Nói cách khác, sau này Tề Trọng Thân chính là người lãnh đạo trực tiếp của Vạn Quan Hiệu. Tất nhiên, Vạn Quan Hiệu không thể đắc tội nhân vật như vậy, vội nói: về sau còn thỉnh Tề Thiên Vệ chỉ giáo nhiều hơn. Yên tâm, ta sẽ chỉ giáo ngươi thật tốt. Tề Trọng Thân cười nhẹ, giữa đôi mắt lộ ra vài phần thâm ý, bỗng nhiên quay đầu quát: Triệu Lương, Chu Tiền Học, Viên Càn Minh, có tam đẳng thị vệ mới tới nhậm chức, các ngươi đến đánh giá thân thủ của hắn. Nói xong, lại giải thích với Vạn Quan Hiệu: đây là quy củ của thị vệ sở của chúng ta, có người mới đến báo danh, phải cho thị vệ cũ so chiếu với hắn, thử thân thủ của người mới, trong lòng hiểu rõ chút ít, cũng dễ dàng cho sau này cùng nhau làm nhiệm vụ. Vạn Quan Hiệu, người có ý kiến gì không? Vạn Quan Hiệu vội nói: không có. Đối với chuyện của hoàng cung thị vệ, trước đó Vạn Quan Hiệu cũng từ chỗ của Bùi Chư Thành tìm hiểu được một chút, biết xác thực là có quy củ như vậy. Nhưng trọng yếu hơn là Vạn Quan Hiệu tuyệt đối không thể đắc tội Tề Trọng Thần trước mắt này. Tuy rằng hoàng cung thị vệ là có ván cầu tốt nhất để võ tướng thăng chức, đó là do có nhiều cơ hội ở hoàng cung, được quý nhân, thậm chí hoàng đế thưởng thức. Nhưng nếu ngươi bị phái đến những nơi khỉ ho cỏ gáy như lãnh cung, đời này cũng không có khả năng nhìn thấy thiên nhan, lên chức cũng không biết đến bao giờ. Mà thiên vệ chính là nhân vật mấu chốt quyết định công việc, nhiệm vụ, nơi trực của các thị vệ. Cho nên, Vạn Quan Hiểu tuyệt đối không thể đắc tội Tề Trọng Thân. Nếu không, tiền đồ thật vất vả mưu cầu được, chỉ sợ cứ như vậy bị hủy. Nếu đã như vậy, hãy bắt đầu đi. Tề Trọng Thân thản nhiên nói, vẫy tay lệnh bốn gã thị vệ tiến lên.
Bốn người Triệu Lương như sói như hổ tiến tới. Tuy rằng năm đó võ cử Vạn Quan Hiểu đứng thứ tư, nhưng mấy năm nay bị đình chức, tâm tư đều dùng ở chuyện bồn tẩu ngược xuôi. Hiện giờ dụng võ khó tránh khỏi có chút lạ lẫm, mà bốn người này đều không phải kẻ dễ bắt nạt. Trong lúc nhất thời lấy một đánh bốn, Vạn Quan Hiểu khó tránh khỏi có chút bối rối, hơi không chú ý liền bị Triệu Lương hung hăng đấm một quyền trên bụng, đau đến mức lục phủ ngũ tạng của hắn đều quặn lại, hiển nhiên một đấm này không lưu tình chút nào. Trong lòng Vạn Quan Hiểu có chút hoảng hốt, đây mà là đánh giá ư, hay là muốn mạng của hắn? Mà trận đánh giá này cũng không chấm dứt như vậy. Thấy Vạn Quan Hiểu bị đấm một quyền, động tác hơi chậm, những người còn lại cũng không dừng tay, ngược lại dò xét khe hở cùng nhau đánh lên. Vạn Quan Hiểu miễn cưỡng tránh được một quyền đánh trên mặt hắn, lại như thế nào cũng không né tránh đi được ba người khác. Trong lúc nhất thời, cánh tay, mông và đùi đều bị nóng rát đau đớn. Chúng bốn quyền, chân Vạn Quan Hiểu đã có chút lảo đảo, nhưng Tề Trọng Thân cũng không kêu ngừng. Những người này cũng không dừng tay, Vạn Quan Hiểu kéo thân thể đau đớn, ra sức giao tranh, nhiều nhất chỉ có thể né tránh người này đá, cũng không thể né tránh được người kia đấm, lại càng không thể nói đến đánh trả phản kích, mà lực đạo của người luyện võ, từng nắm đấm đều thật đau, không phải dân chúng ngày đó ở trước cửa Bùi phủ có thể so sánh được. Không bao lâu, toàn thân Vạn Quan Hiểu bị đánh không sót chỗ nào, chỉ cảm thấy xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Ngay tại lúc Vạn Quan Hiểu nghĩ đến chính mình sẽ bị những người này đánh chết, Tề Trọng Thần rốt cuộc nói, ngừng. Bốn người dừng tay, đứng sang một bên. Vạn Quan Hiểu miễn cưỡng đứng lên, nhưng đầu gối một trận đau nhức, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống, thân hình cực kỳ chật vật. Vạn Quan Hiểu vội vàng ổn định, dãy giụa đứng yên, trên mặt nặn ra ý cười, chắp tay với bốn người đứng chung quanh. Bốn vị đại ca, thân thủ thật tốt, tiểu đệ mặc cảm, về sau còn thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Bị đánh thành như vậy còn có thể cười, còn khen tặng bốn người kia. Tề Trọng Thần cười lạnh, quả nhiên là không mặt mũi, không biết xấu hổ. Nói vậy chính là dựa vào da mặt dày nịnh bợ quý nhân mới được chức thị vệ hoàng cung. Nghe nói Vạn Quan Hiểu ngươi từng đứng thứ tư võ cử lần trước, theo lý thuyết thần thủ cũng không kém mới đúng, sao vừa mới mở đầu đã bị đánh đến nằm sấp như vậy rồi? Thoạt nhìn cũng chỉ như thế mà thôi. Mẹ nó, cho ngươi một mình chọi bốn xem, ngươi có thể đánh thắng được ư? Vạn Quan Hiểu âm thầm oán giận, trên mặt lại mang theo ý cười nói, tiểu đệ chẳng qua là đánh bậy đánh bạ, cũng không có bản lĩnh cao cường như Tề Thiên Vệ và bốn vị đại ca. Về sau tiểu đệ nhậm chức ở đây, tất nhiên phải phiền toái Tề Thiên Vệ và bốn vị đại ca chỉ bảo. Nếu Tề Thiên Vệ và bốn vị đại ca có thời gian, hay là sau khi kết thúc công việc hôm nay, nể mặt tiểu đệ, cho tiểu đệ làm ông chủ đặt một bàn tiệc ở Mạnh Vân Lâu, mời Tề Thiên Vệ và bốn vị đại ca uống ly rượu nhạt. Mạnh Vân Lâu? Tề Trọng Thần bĩu bĩu môi, quay đầu hỏi bốn người, đó là chỗ nào vậy? Ba người còn lại đều lắc đầu không biết. Cuối cùng Viên Cản Minh nói, à, hình như ta đã từng nghe, đó là một tiểu lâu cấp thấp, chỉ sợ ngay cả hạ nhân nhà ta cũng không thèm đi. Ta nói này Vạn Quan Hiểu, ngươi muốn mời rượu cũng phải mời đi chỗ cao cấp một chút mới được chứ. Ngày thường chúng ta và Tề Đại Ca tệ lắm cũng uống rượu ở Lâm Giang Tiên. Mạnh Vân Lâu, mệt ngươi nói ra miệng, chỗ tệ như vậy sao chúng ta, những người này có thể đi? Vẻ mặt bệ nghĩ, lời nói hiển nhiên là biểu hiện khinh thường và miệt thị Vạn Quan Hiểu. Ha, ha, là lỗi của tiểu đệ, một khi đã như vậy, vậy đến Lâm Giang Tiên đi, còn thỉnh Tề Thiên Vệ và chư vị đại ca nể mặt. Vạn Quan Hiểu gượng cười nói, nhưng trong lòng hắn lại đang nhỏ máu. Lâm Giang Tiên cao cấp như thế nào chứ, tùy tiện chọn rượu và thức ăn đều phải trên trăm lượng. Hắn vốn là đệ tử nhà nghèo, gia cảnh không giàu có. Sau khi quen biết Bùi Chư Thành mới chuyển biến tốt một chút, sau đó lại cưới Bùi Nguyên Dung, có đồ cưới nhiều, cuộc sống mới xem như là dư giả. Nhưng mấy năm vì mưu một chức quan cho hắn, nơi nơi bôn tẩu, tiền bạc đã dùng không ít. Đối với hắn mà nói, lần này mời rượu ở Lâm Giang Tiên vẫn là có chút trầm trọng. Nhưng mà muốn xuất đầu, nhất định phải có quan hệ tốt với vài vị trước mắt đây. Lui tới với những người này ắt không thể thiếu việc dùng tiền. Đến lúc đó rồi nói sau. Tề Trọng Thần không chút để ý nói, lật xem công văn trong tay. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, cũng không dám phân chỗ quan trọng cho ngươi. Ở Lâm Tuyển Cung còn thiếu người, ngươi tạm thời trực ở đó đi. Triệu Lương, dẫn hắn đi qua, nói quy củ cho hắn nghe, đừng để hắn gây ra chuyện gì, liên lụy toàn bộ thị vệ sở chúng ta. Triệu Lương lên tiếng ứng, liền dẫn đường cho Vạn Quan Hiểu đi qua. Đợi sau khi hắn rời đi, Tề Trọng Thần mới nhíu mày nói, đã hỏi thăm được lai lịch của Vạn Quan Hiểu chưa? Đã hỏi rồi, chỉ là đệ tử nhà nghèo, lúc trước võ cử đứng thứ tư,
vốn là nhậm chức ở kinh cấm vệ, sau đó lại bị cắt chức, vẫn không có nhiệm vụ gì cho tới tận bây giờ. Bản thân hắn cũng không có bối cảnh gì, nhưng thê tử của hắn, Bùi Nguyên Dung là thứ nữ của hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành. Viên Cảm Minh nói, lập tức lại tiếp tục. Nhưng mà thuộc hạ nghe nói, Vạn Quan Hiểu từng hối hôn, khiến cho Bùi Thượng Thư tức giận đến không nhẹ, đã sớm nháo cương. Chỉ sợ Bùi Thượng Thư sẽ không giúp hắn mưu chức vị đâu. Nói như thế, cũng không phải là Bùi Thượng Thư giúp hắn mưu chức vị này. Chu Tiền Học nói, vẻ mặt nghi hoặc. Liên đại ca chính là Trung Nam Hầu Thế Tử, giao tình giữa Liên Bá Phụ và Mạc Chính Vệ lại tốt. Nghe nói còn nhờ vả thống lĩnh thị vệ, lúc này mới giúp Liên đại ca mưu được chức vị này. Hôm nay lại bị Vạn Quan Hiệu vô danh tiểu tốt nửa đường đoạt mất. Nếu sau lưng hắn không có người giúp đỡ, điều này làm sao có thể? Nhưng nếu là Bùi Thượng Thư, với nhân mạch của ông ấy trong hoàng cung thị vệ, làm sao có thể không báo trước cho chúng ta một tiếng? Viên Cản Minh cũng nghĩ không thông thấu, ngược lại hỏi Tề Trọng Thân. Tề đại ca, huynh cũng không biết Vạn Quan Hiểu là ai nhét vào sao? Vô nghĩa, nếu ta biết còn phái người đi trà sách làm gì? Tề Trọng Thân tức giận ném một cái trừng mắt. Mấy người bọn hắn đều là con em thế gia, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nâng đỡ lẫn nhau. Duy chỉ có Trung Nam Hầu, Liên Thế Tử, bởi vì giữ đạo hiếu cho Trung Nam Hầu phu nhân, làm lỡ thời gian, cho nên mới không thể cùng bọn họ vào cung làm thị vệ. Vốn dĩ lần này, mấy người bọn hắn cùng với Trung Nam Hầu mọi nơi bôn tẩu, thật vất vả lắm mới mưu được chức cho Liên đại ca. Ai biết, ngày trước đã định, mới ngày hôm sau liền thay đổi, không giải thích được, lại bị một Vạn Quan Hiểu chen vào, làm sao mấy người này không nổi giận cho được. Nhất là nghĩ đến vẻ mặt buồn bực của Liên đại ca ngày hôm qua, mấy người càng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Ai thèm quản hắn vào bằng cách nào, dám cướp chức của Liên đại ca, chúng huynh đệ ta không thể để cho hắn sống khá giả. Chu Tiền Học bướng bỉnh nói, vì sao mới vừa rồi bị chúng ta đánh thành như vậy, ngay cả thở hắn cũng không dám thở mạnh, cúi đầu khom lưng, đối đãi chúng ta, lại còn muốn mời chúng ta uống rượu. Nếu như hắn thật có núi dựa thì đã sớm trở mặt, nói ra người sau lưng hắn rồi. Lại nói, dù sao chúng ta muốn sửa chữa hắn, cũng cần có lý do đầy đủ hợp lý, bề ngoài không cho người khác bắt được nhược điểm mới được. Nếu hắn thật dám nháo, chúng ta vừa lúc nói hắn không an phận, nhân dịp đá hắn ra. Viên Cản Minh gật đầu, ta cảm thấy Chu đại ca nói rất có lý. Sau khi cân nhắc, Tề Trọng Thân cũng nhẹ nhẹ gật đầu, nói, vậy thì thu thập tiểu tử này thật tốt, không mài hắn mất mấy lớp ra, ta liền có lỗi với Liên đại ca. Nói xong, nhỏ giọng dặn dò hai người vài câu, hai người liên tục gật gật đầu. Triệu Lương đưa Vạn Quan Hiểu tới Lâm Tuyển Cung, dặn dò quy củ rồi rời đi. Lâm Tuyển Cung là cung điện u tĩnh, hiện tại thậm chí còn không có người ở, chỉ ngẫu nhiên có người vẩy nước quét nhà lại đây quét tước. Trong viện gieo vài giá hoa tường vi, nghe nói đây là hoa ở quê nhà của một vị từng là sủng phi ở cung này, mất rất nhiều công sức mang từ phía nam tới trồng. Hôm nay Lâm Tuyển Cung phồn hoa đã sớm mất đi, nhưng mấy giá hoa tường vi lại vẫn tươi tốt, hiện giờ đang tươi sáng nở rộ, chỉ là cũng không phải chủng loại quý báu gì, cho nên mặc dù nở rực rỡ sáng lạn cũng không hấp dẫn được quý nhân trong cung. Nói cách khác, Lâm Tuyển Cung là một cung điện triệt triệt đề đề vắng vẻ. Mới trở thành tam đẳng thị vệ, Vạn Quan Hiểu cũng không trông cậy, vừa bắt đầu đã có thể phân đến cung điện tốt, tuy rằng thất vọng, ngược lại cũng không có câu oán hận. Nhưng bây giờ đã là giữa tháng 5, thời tiết đầu hè, mặt trời bắt đầu tản ra nóng bức của mùa hè. Hôm nay khí trời lại đặc biệt tốt, ánh nắng mãnh liệt đến chói mắt, mà chỗ Vạn Quan Hiểu đứng lại vừa lúc đón nắng, không có tí bóng râm che đậy. Ánh mặt trời không kiêng nệ gì mà chiếu thẳng trên người hắn, quần áo thị vệ lại kín không kẽ hở. Rất nhanh, Vạn Quan Hiểu đã ra một thân mồ hôi. Nếu ở ngày thường, Vạn Quan Hiểu cũng có thể chấp nhận phần này khổ cực. Nhưng hôm nay, hắn vừa mới bị bốn thị vệ đánh giá, những người đó xuống tay không lưu tình. Tuy rằng không rõ ràng, da chóc, thịt bong, nhưng máu ứ đọng, chảy ra là khó tránh khỏi. Toàn thân đều không ít vết thương nhỏ, bị mồ hôi muối chảy vào, đau rát. Vạn Quan Hiểu cưỡng chế chịu đựng, cũng không dám di động mảy may, lại không dám lười biếng. Vừa rồi, Triệu Lương đã nói rất rõ ràng, trong thời gian trực không thể tùy tiện đi lại, càng không thể tranh thủ thời gian dùng bánh lới, bị phát hiện sẽ bị xử phạt. Nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Tề Trọng Thân và bốn thị vệ, Vạn Quan Hiểu tin tưởng những người này sẽ không tha hắn ở đây muốn làm gì, làm nấy, nhất định sẽ tìm cơ hội đến kiểm tra. Nếu như phát hiện hắn lười biếng dùng bánh lới, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn như vậy. Bởi vậy, mặc dù cả người đều đau đớn muốn chết, Vạn Quan Hiểu vẫn chịu đựng không động. Cũng may, ca trực cuối cùng cũng kết thúc.
Về đến nhà, Đoạn Quan Hiểu thân thể cứng ngắc muốn cởi áo trong mới phát hiện bởi vì mấy vết thương chảy ra ứ máu lại bị ướt đẫm mồ hôi cho nên có nhiều chỗ đã bị chảy mủ, trong khi khô lại dính quần áo vào da thịt. Muốn hoàn hảo không tổn hao cởi áo là chuyện không thể nào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, dằn lòng hung hăng kéo áo xuống mang theo cả da lẫn thịt, đau đến mức Vạn Quan Hiểu méo miệng. Sau khi lộ ra miệng vết thương, phải lấy rượu tiêu độc, lại là một trận đau đớn, cũng chỉ có thể chịu đựng, thoa kim sang dược, quấn băng vải, hy vọng vết thương có thể mau lành. Bởi vì cả người đều là vết thương, vẫn mơ hồ đau nhức, không cẩn thận sẽ đụng phải, chính là một hồi đau đến thấu tim kịch liệt. Cho nên, mặc dù Vạn Quan Hiểu đã mệt mỏi vạn phần, nhưng bởi vì thường xuyên xoay người đụng tới vết đau, đau đến mức tỉnh lại từ trong mộng, cho đến nửa đêm cũng không thể ngủ ngon. Hắn lại không phải là người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra những người này là cố ý nhắm vào hắn. Nhưng mà Vạn Quan Hiểu cũng không thấy ngoài ý muốn. Năm người này rõ ràng là con em thế gia hoặc là huân tước quý phủ. Từ xưa tới nay, quan hệ giữa đệ tử quyền quý và đệ tử nhà nghèo như nước với lửa. Đệ tử nhà nghèo coi thường những người này, ngồi không ăn bám, ỷ vào tổ tiên che chở, hoành hành ngang ngược. Mà con nhà quyền quý lại cho rằng đệ tử nhà nghèo thân phận hèn mọn, không xứng cùng bọn họ nhậm chức cùng nơi, cho nên đối với đệ tử nhà nghèo có mãnh liệt địch ý. Mà đa số võ tướng đều là tính tình tương đối thẳng thắn, không giống quan văn dối trá khách sáo, cho nên loại này phân tranh càng thêm trực tiếp kịch liệt. Tình hình hiện tại, hiển nhiên hắn bị phân đến một thị vệ sở đầy con nhà thế gia, cho nên tạm thời bị bọn họ xa lánh cũng rất bình thường. Chỉ cần hắn chịu dụng tâm, xử lý tốt quan hệ với đám con em thế gia này, không những có thể mưu cầu tiền đồ tại thị vệ sở, mà còn có thể tìm kiếm được nhân mạch vì con đường tương lai lên chức, đối với con đường làm quan sau này của hắn cũng có lợi chứ không có hại. Vạn Quan Hiểu suy nghĩ rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ, sau đó lại bởi vì đụng tới vết thương lần nữa bị đau đến tỉnh, lại chậm chậm ngủ rồi lại bị đau tỉnh, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ một đêm. Vẻ mặt Vạn Quan Hiểu mất tinh thần, dưới mắt có quầng thâm thật sâu. Những ngày sau đó, Vạn Quan Hiểu dốc sức toàn lực đi lấy lòng mọi người trong thị vệ sở, nhưng mà dần dần hắn lại phát hiện những người này toàn bộ đều tiếp thu hắn lấy lòng xu nịnh, thỉnh thoảng hiếu kính mở tiệc chiêu đãi ở tiểu lâu không hề khách khí. Nhưng mà thái độ của bọn họ khi ở thị vệ sở lại không vì vậy mà hòa hoãn hơn chút nào. Hắn được phân công nhiệm vụ vẫn là cung điện lầu các kém nhất, cho dù là mưa xối xả hay là mặt trời chói chang đều không có bất kỳ chỗ nào để trú ẩn, lại càng không có quý nhân nào đi qua. Trong ngày thường vẫn bị mọi người châm chọc cạnh khóe không ngừng, lại thêm thường ngày lấy cớ luận bàn võ công, đánh đến nỗi cả người hắn đều bị thương, không giống như trong cổ ngữ nói ăn của người mềm miệng, lấy của người ngắn tay. Một đoạn thời gian liên tục như vậy, ngay cả tính tình nhẫn nại như Vạn Quan Hiểu cũng tức giận. Mặc dù hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng thế này thì thật là quá đáng mà. Dù con nhà của thế gia có thành kiến với đệ tử nhà nghèo, nhưng hắn đã giả bộ đáng thương, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, khắp nơi xù nịnh lấy lòng những người này, coi bọn họ như tổ tông mà cung kính. Vì sao bọn họ không những không đổi mới thái độ, trái lại lại càng ngày càng tệ hơn? Mỗi ngày nhận công việc khổ cực không nói, vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới, mỗi ngày mệt mỏi như chó. Ngay cả mỹ thiếp trong nhà cũng không có thời gian thân thiết. Đã như vậy, bọn khốn kiếp kia lại còn vẫn không hài lòng, mỗi ngày lấy việc bắt nạt hắn làm niềm vui. Chỉ tiếc hắn không biết hắc y nhân giúp đỡ mình rốt cuộc là ai, cũng không có cách nào tìm hắn, bản thân lại không có bối cảnh núi dựa, cũng chỉ có thể chịu đựng. Có lẽ người ở thị vệ sở chỉ là nhất thời nhìn mình không thuận mắt, theo thời gian trôi qua sẽ dần dần cải biến thái độ với mình mà thôi. Vạn Quan Hiểu nghĩ như thế, thoạt nhìn những ngày nước sôi lửa bỏng còn phải kiên trì một đoạn thời gian nữa. Nhưng mà Vạn Quan Hiểu thật không biết, đám người Tề Trọng Thân chán ghét hắn căn bản không phải bởi vì phân tranh giữa con em quyền quý và đệ tử nhà nghèo, mà bởi vì chức thị vệ tam đẳng của Vạn Quan Hiểu là cướp từ Trung Nam Hầu Thế Tử, thân như huynh đệ với bọn họ, cho nên mới thay Trung Nam Hầu Thế Tử chút giận. Tuy nhiên, sau mấy ngày sửa trị Vạn Quan Hiểu, cũng không thấy núi dựa sau lưng hắn ra mặt, vậy nên kế tiếp, bọn họ càng thêm phóng túng bắt nạt Vạn Quan Hiểu. Không nói đến, Vạn Quan Hiểu ở thị vệ sở, trôi qua nước sôi lửa bỏng, bên Xuân Dương Cung nghênh đón một vị khách ngoài ý muốn. Cửu Điện Hạ Vũ Hoàng Mặc
mang vẻ mặt muốn giết người tròn 5 ngày, khắp nơi trong Xuân Dương Cung đều là áp suất thấp. Ngay cả nói chuyện, mọi người cũng không dám lớn tiếng, e sợ trêu chọc Cửu Điện Hạ, đưa tới mầm tai vạ. Cho đến sáng sớm hôm nay, Cửu Điện Hạ thần thanh khí sảng từ chính viện đi ra, trên mặt cuối cùng phủ lên ý cười như ngày thường, mà Cửu Hoàng Tử Phi lại ngoài ý muốn thức dậy muộn, ngay cả thời gian thỉnh an Liễu Quý Phi cũng bỏ lỡ. Trong Xuân Dương Cung, rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, đương nhiên đoán được Nguyên Ca sẽ thức dậy muộn, Hoàng Mặc sớm đã phái người đến cung Liễu Quý Phi xin phép, nói Nguyên Ca không thoải mái, không thể đi thỉnh an. Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca ngược lại không kinh hoàng bỏ lỡ canh giờ thỉnh an, chỉ là càng thêm nhận thức rõ và oán thầm thể lực của người nào đó quá tốt. Dù sao nàng cũng đã bệnh, đơn giản ngủ nhiều một chút, ai biết còn chưa nhắm mắt lại, ngoài cửa liền truyền tới một giọng nói quen thuộc. Nghe nói Nguyên Ca muội muội thân thể không thoải mái, ta cố ý tới thăm. Nói xong cũng không để ý đám người Tự Uyển ngăn cản, cố ý xông vào. Thất Hoàng Tử Phi, nô tỳ đã nói Hoàng Tử Phi nhà ta không thoải mái, đang nghỉ ngơi, hiện tại ngài đã tin chưa? Tự Uyển tức giận nói, ngày đó ở Liễu Phủ, nàng nghe rõ ràng rành mạch đối thoại giữa Tiểu Thư và Lý Tiêm Nhu, biết Lý Tiêm Nhu muốn hãm hại Tiểu Thư, trong lòng đã sớm thống hận. Lúc trước, tình cảnh Lý Tiêm Nhu ở kinh thành thê thảm như vậy, lúc thu săn cùng với lễ thêm trang của Ôn Tiểu Thư đều là Tiểu Thư giúp nàng giải vây, 3 năm qua lại thường thường viết thư chỉ điểm, thậm chí còn nhờ Trịnh phu nhân ở Quan Châu vì nàng tìm một mối hôn sự ổn thỏa. Mặc dù Lý Tiêm Nhu gả cho Thất Điện Hạ, Tiểu Thư vẫn tận tâm tận lực giúp nàng như cũ. Kết quả thì sao? Lý Tiêm Nhu lại lấy oán trả ơn, phản bội Tiểu Thư, bán đứng Tiểu Thư. Thấy nàng đã tiến vào, rõ ràng ầm ĩ như vậy, Bùi Nguyên Ca vẫn nhắm mắt, giống như không phản ứng chút nào. Trong lòng Lý Tiềm Nhu âm thầm nổi nóng, với sự nhạy bén của Bùi Nguyên Ca, mới nghe được tiếng động, chỉ sợ cũng đã giật mình tỉnh lại. Hiện giờ lại cố ý giả bộ ngủ như vậy, hiển nhiên là làm cho nàng xem. Nhưng mà, sau khi hít sâu một hơi, Lý Tiềm Nhu vẫn bình tĩnh lại. Yến tiệc ở Liễu Phủ, tâm tư của nàng bại lộ, hoàn toàn quyết tuyệt với Bùi Nguyên Ca. Thất Điện Hạ lúc đó đánh một tát kia không hề nhẹ, khiến gương mặt của nàng đều sưng đỏ, khóe miệng chảy máu, căn bản không có khả năng gặp người, sau cùng chỉ phải công bố thân thể đột nhiên không khỏe, vội vàng chạy về Đức Chiêu Cung, cho tới hôm nay khỏi hẳn, không nhìn ra vết tích gì mới dám ra ngoài. Bây giờ đối với Thất Điện Hạ mà nói, nàng đã mất đi giá trị lợi dụng, cho nên ngoại trừ nhu thuận nghe lời, nàng cũng không thể làm gì khác. Vì vậy, nàng chỉ có thể nghe theo Thất Điện Hạ dặn dò. Thất Hoàng Tử Phi, Hoàng Tử Phi nhà ta cần nghỉ ngơi, không thích hợp gặp khách, mời ngài về trước đi thôi. Tử Uyển lạnh mặt nói, Lý Tiêm Nhu lại dịu dàng cười, không sao, ta ở đây chờ cũng được, ta và Nguyên Ca tình như tỉ muội, hôm nay đi thỉnh an mẫu phi, nghe nói thân thể nàng không thoải mái, thực sự không yên lòng, cho nên nhịn không được tới thăm một lát, cũng nên chờ Nguyên Ca muội muội tỉnh lại, nói vài lời với nàng, nghe nàng không sao mới có thể an tâm. Ngươi yên tâm, ta sẽ im lặng, sẽ không đánh nhiễu Nguyên Ca muội muội. Thực sự là vô liêm sỉ mà, Tự Uyển thầm nghĩ, rồi lại không thể đuổi nàng ta đi, chỉ có thể ngầm sinh hờn dỗi. Dù sao Lý Tiêm Nhu được mang theo cung nữ Đức Chiêu Cung, mà Xuân Dương Cung lại mới tới một nhóm cung nữ, miệng là của bọn họ. Nếu như Lý Tiêm Nhu có lòng tốt đến thăm bệnh, lại ăn nói khép nép, nếu các nàng còn đuổi người, chắc chắn sẽ có người nói Tiểu Thư ngang ngược kiêu ngạo, không tôn trọng Thất Hoàng Tẩu. Bất đắc dĩ những chuyện xấu xa Lý Tiêm Nhu làm lại không thể công khai, bằng không ngược lại sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Tiểu Thư. Bởi vậy, mặc dù Lý Tiêm Nhu làm ra loại chuyện bại hoại như vậy, bề ngoài mọi người vẫn phải duy trì hòa thuận giả dối. Lý Tiêm Nhu tất nhiên là nhìn trúng điểm ấy mới cố ý làm như vậy. Bùi Nguyên Ca cũng không có ý kiến gì, Lý Tiêm Nhu đã có kiên nhẫn ngồi chờ, vậy thì cứ từ từ mà chờ. Dù sao tối hôm qua nàng hầu như không ngủ được, bị tên cầm thú nghẹn 5 ngày Vũ Hoàng Mặc lăn lộn cả đêm, đến sau cùng thật sự chịu không nổi đã mê man, tên cầm thú kia mới bỏ qua. Dù sao có đám người Tử Uyển nhìn cũng sẽ không khiến Lý Tiêm Nhu động tay động chân gì được, nàng vừa lúc nhân dịp ngủ bù. Tối hôm qua thực sự quá mệt mỏi, Bùi Nguyên Ca rất nhanh liền ngủ thật say, tỉnh lại lần nữa thì đã qua buổi trưa. Lý Tiềm Nhu vẫn như cũ ngồi chờ ở gian ngoài, nghe nói Bùi Nguyên Ca thức dậy, vội vàng đứng lên cười nói, Nguyên Ca muội muội, thân thể muội đã khỏe hơn chút nào chưa? Dáng điệu vô cùng ôn hòa nhu thuận, giống như một màn quyết liệt xé rách ra mặt với Bùi Nguyên Ca chưa từng xảy ra. Muốn giả bộ đúng không? Chẳng lẽ ta lại sợ người chắc?
Bùi Nguyên Ca vội vàng cười đứng dậy nói, đa tạ thất hoàng tẩu mong nhớ, thân thể ta vốn có chút yếu, cộng thêm mấy ngày nay thời tiết thay đổi đột ngột nên có chút không khỏe, thật là làm phiền thất hoàng tẩu sang thăm ta. Thất hoàng tẩu tới bao lâu rồi? Tự Uyển, thất hoàng tẩu đã tới đây, tại sao người không gọi ta dậy, lại để cho thất hoàng tẩu chờ đợi? Dáng điệu cũng mười phần tình ý chân thành. Nhạy cảm nhìn thấy dấu hôn trên cổ Bùi Nguyên Ca, Lý Tiềm Nhu liền biết vì sao nàng không thoải mái, trong lòng chua xót vô cùng. Có thể đoán được, Kiều Điện Hạ và Bùi Nguyên Ca nhất định vô cùng ân ái, còn nàng thì sao? Trừ lần đó bị Liệu Quý Phi cảnh cáo, Thất Điện Hạ miễn cưỡng cùng nàng viên phòng, đến nay, ngay cả chạm, Thất Điện Hạ cũng không thèm chạm vào nàng, ngược lại thường xuyên đi thần phương các của Viên Hòa Vũ, để nàng mỗi ngày vườn không nhà trống. Nghĩ, trong lòng lại càng thêm bất bình, rõ ràng đều là tình cảnh tương tự, tại sao Bùi Nguyên Ca có thể trôi qua phong quang vô hạn như thế, còn nàng thì lại chật vật như vậy. Nếu nàng không sống tốt, Bùi Nguyên Ca cũng đừng mơ tưởng có thể sống khá giả. Huống chi, đó cũng là ý của Thất Điện Hạ. Chương 256, ân ái chói mắt. Nguyên Ca muội muội không cần như thế, là tỷ nói Tự Uyển đừng quấy rầy muội nghỉ ngơi. Lý Tiêm Nhu nói cười yến yến. Sáng sớm hôm nay đi thỉnh an mẫu phi, nghe cung nữ nói muội bị bệnh, cho nên cố ý đến thăm. Tuy rằng chỉ là thân thể suy nhược, nhưng cũng cần phải cẩn thận điều dưỡng, miễn cho tạo thành bệnh căn, hay là triệu thái y đến bắt mạch cho an tâm. Chỉ trong nháy mắt, Lý Tiêm Nhu đã đè ép cảm xúc chua xót đến đáy lòng, vẻ mặt thân thiết nói, bộ dạng hoàn toàn là chị dâu quan tâm em chồng, không thể chỉ trích. Đa tạ thất hoàng tẩu quan tâm, ta đã biết. Bùi Nguyên Ca khẽ mỉm cười, thật muốn nhìn xem trong hồ lô Lý Tiêm Nhu bán thuốc gì. Nhìn Bùi Nguyên Ca như vậy, Lý Tiêm Nhu im lặng. Đối với lần này đến Xuân Dương Cung, nàng vốn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Có lẽ Bùi Nguyên Ca sẽ phẫn nộ, sẽ la mắng, sẽ đuổi nàng ra ngoài, hoặc là lạnh như băng đối đãi nàng, giống như trước mắt không có người này. Hoặc có lẽ Bùi Nguyên Ca sẽ vì cố kỵ thể diện mà có lệ với nàng, lại vẫn khó có thể che giấu phẫn nộ và oán hận trong lòng. Nàng tưởng tượng rất nhiều các khả năng, lại duy nhất không ngờ tới Bùi Nguyên Ca sẽ bình tĩnh, tươi cười ôn hòa như thế. Thật giống như chuyện ở Thọ Yến Liễu Phủ chưa hề xảy ra. Thật giống như các nàng vẫn là tỷ muội tốt, nàng đến thăm Nguyên Ca mà Nguyên Ca vì vậy cảm kích trong lòng. Không biết vì sao Bùi Nguyên Ca bình tĩnh như thế, nàng lại đột nhiên cảm thấy có chút phẫn nộ. Nếu Bùi Nguyên Ca thật sự xem nàng như tỷ muội, trước mắt làm sao có thể bình tĩnh như thế? Thì ra đối với Bùi Nguyên Ca, nàng cũng chỉ như vậy mà thôi. Đối xử tốt với nàng, nói vài lời khuyên nhẹ nhàng, tỏ ra chính mình thiện lương và đồng tình. Mà tình cảnh chật vật của nàng vừa vặn có thể làm nổi bật Bùi Nguyên Ca phong quang vô hạn. Vì tìm kiếm lý do cho hành động của chính mình, đổ tất cả tội lỗi lên đầu Bùi Nguyên Ca, Lý Tiêm Nhu bỗng nhiên cảm thấy như chút được gánh nặng. Nếu Bùi Nguyên Ca đối xử với nàng như vậy, nàng cần gì lại phải áy náy với Bùi Nguyên Ca? Cửu hoàng tử phi vừa tỉnh, chỉ sợ là đói bụng rồi có phải không? Trước mắt cũng đến lúc nên dùng bữa sáng, Cửu điện hạ cố ý phân phó, nói ngày ấy sẽ trở về dùng bữa, chắc là cũng sắp hạ chiều rồi. Cửu hoàng tử phi xin chờ một chút. Thanh đại nói xong, quay đầu cười nói với Lý Tiêm Nhu, chắc thất điện hạ cũng sắp về Đức Chiêu Cung, bên cạnh nhất định là cần người hầu hạ. Thất hoàng tử phi đến thăm hoàng tử phi nhà ta, tất nhiên là chị em dâu tình thâm, nhưng hầu hạ thất điện hạ quan trọng hơn, đừng bởi vì hoàng tử phi nhà ta mà vắng vẻ thất điện hạ, chẳng phải là lỗi của hoàng tử phi nhà ta sao? Còn nữa, hoàng tử phi nhà ta ốm yếu, cũng không có khí lực trò chuyện bao lâu, thất hoàng tử phi vẫn nên về Đức Chiêu Cung trước đi, chờ thân thể hoàng tử phi nhà ta tốt hơn, mọi người lại gặp mặt cũng không muộn. Lời nói thanh thúy lanh lợi lập tức làm cho sắc mặt Lý Tiềm Nhu biến đổi. Nàng ở Đức Chiêu Cung không được người sủng ái, người khác không biết, Bùi Nguyên Ca lại là biết được rành mạch. Trước mắt nha hoàn này cố ý nói như vậy, rõ ràng chính là đang chế giễu nàng. Nhưng bề ngoài, lời này cũng không có gì sai sót, Lý Tiêm Nhu cũng chỉ có thể chịu đựng cười nói, ta biết, nha đầu ngươi là sợ ta ầm ĩ cửu hoàng tử phi nhà ngươi đúng không? Yên tâm, ta đến thăm Nguyên Ca muội muội, lại làm sao có thể để cho nàng thêm phiền, dọn đồ ăn sáng lên đi, ta tới cùng Nguyên Ca muội muội dùng bữa. Có phải da mặt Lý Tiêm Nhu quá dày rồi hay không? Thanh đại âm thầm tức giận, quay đầu bĩu môi với Mộc Tê. Mộc Tê hiểu ý, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bùi Nguyên Ca cũng không nói gì, ngay cả Thanh đại chế giễu như vậy, Lý Tiêm Nhu đều có thể chịu đựng, chẳng lẽ chỉ là vì biểu hiện chị em dâu tình thâm?
Quả nhiên, không vào lâu, lại là một giọng nói thanh thúy truyền vào. Tiêm Nhu tẩu tẩu, thì ra tẩu ở Xuân Dương Cung, làm cho muội tìm kiếm thật lâu. Nói xong, Lý Minh Tâm trong một thân quần áo đỏ thẫm, cao hứng phấn chấn tiến vào. Từ lúc gặp được Vũ Hoàng Mặc, nàng nhất thời phá lệ, thiên vị quần áo màu đỏ. Giống như mặc quần áo cùng màu với Cửu Điện Hạ thì sẽ cách Cửu Điện Hạ càng ngày càng gần. Nhưng mà hôm nay, nàng thật sự là có thể ở rất gần với Cửu Điện Hạ. Muội vốn nghe ca ca nói, cảnh trí Xuân Dương Cung rất đẹp, sớm muốn tìm thời cơ đến thưởng thức. Vừa vặn hôm nay Tiêm Nhu tẩu tẩu ở đây, chọn ngày chi bằng trùng hợp, tẩu đưa muội đi dạo ở Xuân Dương Cung du lãm một phen đi. Lý Minh Tâm bày ra bộ dáng ngây thơ khả ái, lại nói với Bùi Nguyên Ca. Nguyên Ca tỷ tỷ, tỷ cũng không phiền muội đi tham quan Xuân Dương Cung phải không? Muội thật sự rất muốn xem đấy. Nàng ta không gọi là Cửu Hoàng Tử Phi, lại gọi là Nguyên Ca tỷ tỷ, không muốn nhắc tới quan hệ giữa Bùi Nguyên Ca và Cửu Điện Hạ. Chỉ sợ không phải là xem phong quang Xuân Dương Cung, mà là muốn gặp nam chủ nhân Xuân Dương Cung thì có. Trong lòng Bùi Nguyên Ca cười lạnh, khó trách Lý Tiêm Nhu bị Thanh Đại chế giễu như vậy cũng không chịu rời đi. Thì ra là muốn Lý Minh Tâm có cớ để tìm tới, lại cố ý chọn thời điểm dùng đồ ăn sáng, muốn không hẹn mà gặp với Hoàng Mặc. Nhưng mà Lý Minh Tâm không có khả năng sai xử Lý Tiêm Nhu, hơn phân nửa là chủ ý của Vũ Hoàng Diệp, muốn làm cho Lý Minh Tâm chen vào giữa bọn họ, cho nàng ngột ngạt sao? Nhìn Lý Minh Tâm trang điểm tinh xảo, quần áo đỏ tươi, trong lòng Bùi Nguyên Ca liền cảm thấy không thoải mái. Mặc dù nàng biết Hoàng Mặc tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn Lý Minh Tâm, càng không thể vừa ý Lý Minh Tâm, nhưng có người mơ ước trượng phu của nàng, hơn nữa người này lại dám quang minh chính đại tới cửa, muốn quyến rũ trượng phu của nàng trước mặt nàng, thực xem nàng như người chết hay sao? Chỉ là Lý Minh Tâm này là một bào cỏ, nghe không hiểu lời nói, mà Lý Tiêm Nhu cũng hạ quyết tâm mang ra mặt dày, chỉ sợ đuổi cũng sẽ không đi. Được lắm, các người đã muốn Lý Minh Tâm gặp Hoàng Mặc, vậy bổn hoàng tử phi sẽ phát hiện tâm cho người gặp. Bùi Nguyên Ca âm thầm cắn răng, trong lòng quyết định chủ ý. Nếu nàng không làm cho Lý Minh Tâm tức giận chạy khỏi Xuân Dương Cung, nàng sẽ không tên là Bùi Nguyên Ca. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cùng với loáng thoáng tiếng hành lễ khỏi Cửu Điện Hạ, hiển nhiên là Vũ Hoàng Mặc đã trở lại. Lý Minh Tâm lập tức mắt sáng ngời, không tự chủ được quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mơ hồ nhìn thấy Cửu Điện Hạ mặc chính trang hoàng tử, thúc quan ngọc bội, tuy rằng nhìn không thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần dáng người lỗi lạc tào nhã đó đã hơn xa người thường. Sao vậy? Sao trong phòng hoàng tử phi lại có người? Vũ Hoàng Mặc dừng chân ngoài cửa sổ, giọng nói đột nhiên trở nên cực kỳ tức giận. Không phải ta đã dặn dò hoàng tử phi thân thể không khỏe cần tĩnh dưỡng sao? Người nào không hiểu quy củ, không có ánh mắt lại dám đi quấy rầy hoàng tử phi nghỉ ngơi? Người đâu? Kéo tiện tì không quy củ xuống đánh thật mạnh 20 đại bản cho bản điện hạ. Nghe vậy, trong lòng Bùi Nguyên Ca cười thầm. Nàng mới không tin Hoàng Mặc không biết người trong phòng là Lý Tiêm Nhu và Lý Minh Tâm. Khẳng định sớm có người đã đi báo tin, Hoàng Mặc lại cố ý nói như vậy. Rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, lại còn cố ý nói lớn tiếng như vậy, muốn làm khó Lý Tiêm Nhu và Lý Minh Tâm đây mà. Mộc Tề rất nhanh trả lời. Hồi Cửu Điện Hạ, làm sao chúng nô tì dám quấy rầy Hoàng Tử Phi nghỉ ngơi? Là thất Hoàng Tử Phi và Lý Tiểu Thư tới. Thì ra là như vậy. Vũ Hoàng Mặc nói xong, vén rèm lên tiến vào, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Lý Tiêm Nhu và Lý Minh Tâm đứng trước giường, giả vờ làm bộ đáng thương hổ thẹn nói. Thì ra là thất hoàng tẩu, ta không biết, còn tưởng là tiện tì nào dám vi phạm phần phó của ta, đến cuối giày Nguyên Ca nghỉ ngơi, cho nên mới nhịn không được mắng vài câu, thật sự đã đắc tội, mong thất hoàng tẩu đừng trách móc. Lý Tiêm Nhu biết rõ Vũ Hoàng Mặc đường vòng mắng nàng, nhưng cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể trả lời. Tất nhiên sẽ không. Thấy Vũ Hoàng Mặc tiến vào, Lý Minh Tâm lập tức đứng dậy, dịu dàng nói. Cửu Điện Hạ. Nàng hôm nay trang điểm minh diễm như thế, lại là một thân quần áo đỏ thẫm nổi bật. Ánh mắt Cửu Điện Hạ tất nhiên sẽ bị nàng hấp dẫn. Nhưng mà đúng lúc này, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói. Hoàng Mặc, chàng đã trở lại. Giọng nói nhẹ như tơ, lại cực kỳ nhu uyển êm tai. Nói xong đứng dậy mặc thêm một kiện áo khoác, xuống giường đi đến bên cạnh Vũ Hoàng Mặc, tự tay sửa sang lại nếp uốn trên quần áo cho hắn, lại lấy ra khăn thêu giúp hắn lau mồ hôi trên trán, nửa là oán trách, nửa là hờn dỗi nói: "Sao chàng trở về gấp như vậy, đầu đầy mồ hôi rồi này? Thái y không phải đã nói, thân thể ta không có gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là tốt rồi hay sao?"
Vũ Hoàng Mạc hơi nhíu mày, yên lặng nhìn Bùi Nguyên Ca. Nguyên Ca luôn là người trọng quý củ, ngoại trừ lúc hai người ở riêng, chưa bao giờ gọi hắn là Hoàng Mạc. Hơn nữa, trước mặt người không thân, càng sẽ không thân thiết với hắn, giúp hắn vuốt nếp uốn trên quần áo, còn giúp hắn lau mồ hôi. Với hành vi của hắn tối hôm qua, làm hại nàng sáng nay không thể rời giường, ngay cả thỉnh an cũng bỏ lỡ, Nguyên Ca hẳn là sẽ phụng phịu không để ý tới hắn mới đúng. Hiện tại Nguyên Ca lại ôn nhu săn sóc như vậy, hình như rất không thích hợp. Nàng lại còn cố ý nói như vậy, giống như hắn là vì vội vã trở về gặp nàng mới có thể gấp đến mức đầu đầy mồ hôi. Tuy rằng hắn thật sự sốt ruột trở về, nhưng Nguyên Ca tuyệt đối sẽ không nói ra miệng như vậy. Vũ Hoàng Mặc nhịn không được quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây hay sao? Vũ Hoàng Mặc yên lặng nhìn nàng, trong đôi mắt lóe ra nghi hoặc, giống như là muốn hỏi nàng đang làm cái quỷ gì vậy. Bùi Nguyên Ca còn cho hắn một ánh mắt mang cười. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca làm ra hành động thân mật với Cửu Điện Hạ như vậy, trong lòng Lý Minh Tâm nhịn không được nổi lên lửa giận. Bùi Nguyên Ca chết tiệt, lại dám thân thiết với Cửu Điện Hạ trước mặt nàng, thật không biết xấu hổ mà. Cũng không nghĩ đến chính mình chạy đến nhà người ta, muốn quyến rũ trượng phu nhà người ta, mới càng thêm không biết xấu hổ. Thầm nghĩ muốn đè ép Bùi Nguyên Ca, làm cho Cửu Điện Hạ nhìn mình. Bởi vậy Lý Minh Tâm lại dương cao giọng hô: Cửu Điện Hạ, ta là Lý Minh Tâm. Ôi Hoàng Mặc. Bùi Nguyên Ca lại trùng hợp đúng lúc này thân thể mềm nhũn, cả người ngã về phía Vũ Hoàng Mặc, ôm chặt lấy hắn, thế này mới đứng vững. Sau đó ngượng ngùng nói: Thực xin lỗi, vừa rồi đột nhiên chân ta mềm nhũn, không làm chàng bị thương chứ? Vũ Hoàng Mặc như có chút đăm chiêu nhìn nàng, bỗng nhiên liễm diễm cười: Không có. Lập tức cúi người ôm lấy Bùi Nguyên Ca đi về phía giường, nhu tình mật ngọt nói: Không phải ta đã nói thân thể nàng không khỏe, phải nằm trên giường nghỉ ngơi, đừng xuống đất đi lại hay sao? Sao lại không nghe lời như vậy? Nguyên Ca, nàng khiến ta thật lo lắng. Mặc kệ vì sao Nguyên Ca làm như vậy, nếu nàng muốn diễn kịch, hắn sẽ diễn cùng nàng. Lại nói, vốn hắn còn lo lắng Lâm Triều trở về sẽ bị Nguyên Ca đuổi giết, sau tối hôm qua bị hắn vắt kiệt sức lực, hiện tại mỹ nhân lại chủ động yêu thương nhung nhớ, ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Nếu hắn không bắt lấy cơ hội thì mới là đồ ngốc. Hai người này ân ân ái ái như vậy, nhất thời làm cho ánh mắt hai người bên cạnh đau đớn không thôi. Hết chương 256, hết tập 71. Xem tình hình thì có vẻ như là Liễu Hằng Nhất đã đoán ra được người âm thầm giúp đỡ hắn trong tiệc mừng thọ của Liễu Lão Phu Nhân là ai. Và hình như là tác giả cũng đã có đưa ra gợi ý rồi đấy. Mọi người thử đoán xem là ai nhé. Và cứ mỗi lần ở riêng là hai người Nguyên Ca và Mạc Mạc lại có những tình huống rất là hài hước. Lần này thì là canh ba nửa đêm, thích hợp cho việc làm hái hoa tặc ghé thăm. Nguyên Ca thì muốn thắp lửa đốt đèn, mà tí nữa thì dẫn lửa tự thiêu thân. Nói chung là cặp đôi này càng ngày càng đáng yêu. Và Lý Tiêm Nhu lúc này càng ngày càng không ra thể thống gì. Nàng ta là người có lỗi trước, thế nhưng mà lại oán hận rằng là nếu Nguyên Ca đã đối xử với mình như vậy, không coi mình là tỉ muội, thì cũng chẳng việc gì mà phải áy náy với Nguyên Ca. Trang thật sự là bó tay với nhân vật nữ này luôn. Lý Minh Tâm bao cỏ thì vẫn cứ như thế. Và cho nên là cứ đợi xem tập sau thì nàng ta sẽ tức giận chạy khỏi Xuân Dương Cung, hay là Nguyên Ca sẽ phải đổi tên nhé. Trong tập này thì Vạn Cha Nam cũng ăn khổ không ít, bị đồng nghiệp ghét bỏ đấm đá, ăn chặn các kiểu mà lại còn không có được sắc mặt tốt. Mà Hắc Y Nhân cất nhắc hắn thì lại là ai đây? Chan cũng chưa nghĩ ra là đây có phải là do Mạc Mạc sắp xếp hay không. Nhưng mà cứ thấy Vạn Cặn Bã này ăn thiệt thòi là phải vỗ tay cái đã. Các bạn nhớ đón nghe tập 72 vào sáng mai để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Và còn một điều này nữa, hôm nay Chan chỉ đọc một tập thôi. Đấy là bởi vì hôm nay là sinh nhật 17 tuổi rưỡi lần thứ 2 của Chan. Chan cảm ơn mọi người đã luôn cùng Chan đồng hành cho tới ngày hôm nay. Mỗi buổi sáng thức dậy khi đọc được những bình luận thả tim và tung hoa của mọi người khiến cho Chan rất vui. Chan mong là các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ Chan tiếp tục sản xuất ra những bộ truyện hay hơn nữa nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.